một cái điều không thể tin tưởng được. Rất cầu mong á, là những ai đã được thầy điều trị hãy ra mặt đi. Chị chỉ nhắc nhở một điều đó, cũng như chị dám đưa mặt ra để nói bằng cái sự thật là mình đã hết bệnh, thầy cứu, không lấy tiền, chứ đừng ai thiên vị và nói những cái lời cay nghiệt chút lên đầu thầy thì quá tội cho thầy. Chị chỉ nói mong điều đó, và mẹ bề trên hãy soi đường hướng những người hướng thiện, tâm thật, lòng thật, và thầy đã được cứu hết bệnh thì hãy ra lộ diện để lấy công bằng cho thầy. Đó, ok. Tên của chị là, tên họ luôn phải không? Chị là Bùi Thị Hồng Phương. Facebook của chị là Phương Hồng. À, chị rất mạnh dạn, tại vì Zalo, YouTube là nói chung mình nói bằng sự thật, chứ mình không có thể nói tầm bậy tầm bạ được. Là cái thời điểm mà chị bị bú vú bên trái này, này em biết mô tim vú của chị là nhức, nó sưng, chị đi điều trị là thuốc tây là không có thể nào hết được. Mà đêm chị ngủ như em phải biết, nó cắn bức nước, nó làm cho chị chịu không nổi luôn. Mà chị điều trị cũng không hết. Bà chị của chị bác kêu thôi em vô trung tâm Hòa Hảo đi, em xét nghiệm cho nó chuẩn nhất. Thì đi vô trong đó là bác sĩ á, em phải biết cái cảm giác mà nó, người ta lấy cái kim người ta ấy vô cái mô tim vú của chị luôn á. Chị nghe đâm cái sột vô trong luôn á, mà không có cảm giác gì, chỉ có thấy giống như nó ngứa mà nó khó chịu, cũng chưa từng thấy. Khi mà chị về thì chị cũng mất mạng, chị suy nghĩ rằng chắc là có lẽ là thôi chết rồi, không thể cứu được đâu. Chị ốm, chị còn có mỗi 41 kg rồi. Sau rồi chị vẫn chưa tin nữa, chị phải vào trung tâm ung bướu nữa một lần nữa. Thì cái bệnh của chị là bây giờ là bác sĩ nói là cái mô tuyến vú. Rất tiếc là cái bệnh án của đó chị đã hủy rồi, thì gặp thầy chị hết là chị không có để đó làm gì. Đó, thì chị vô chị một lần thứ hai nữa chị vô ung bướu. Thì bệnh viện là cũng nói là cái bú này bác sĩ cũng không có nói ra bằng sự thật đâu, nhưng mà trong cái bệnh án đó là chị biết là chị bị bú, là cái này là cái bú cũng nghiêm trọng đó. À, bây giờ là chị đã thôi, bây giờ là nếu mà điều trị thì thời điểm đó khó khăn lắm, tiền cũng không có. Lại gặp thầy là một cái nhân duyên, gặp thầy là cũng là một cái nhân duyên. Chứ bệnh của chị thì uống thuốc mà không hết thì càng ngày thì cũng càng khó chịu, đau nhức lắm. Thì mà gặp thầy thì thầy chị cho chị đã hết. Mà thực sự mà nói thì thầy là chị về nói thẳng ở nhà, ai như không tin thì chị không biết, nhưng chị tâm linh chị cũng rất tin. Và về bệnh chị cũng tin luôn, thì thầy cũng là cho chị thuốc và điều trị cho chị bằng thuốc lam đấy mà, chứ không phải giỡn đâu. Rồi thầy điều trị cho chị hết á, nghe không? Là thầy nói là cũng như nói chung là bệnh á, thì nó có nhiều trường hợp bệnh về bên thí dụ như là mình tịnh tâm, có khi mình không tịnh tâm mà phát ra bệnh cũng có nữa đó. Nhưng mà thật sự mà nói là thầy rất là nhiệt tình, và thầy rất thương người. Chồng chị thì bị xương sống cũng hết, chị thì bị tới nay là mấy năm rồi, lập nghiệp cũng phải 9 năm rồi ha, 8-9 năm rồi em ạ. Chị không còn, chị không còn đau nhức nữa, và chị cái mô tuyến vú của chị là bình thường lại, không còn gì, không nhức không đau mà nó không cắn. Em cảm giác nha, em phải biết là nó cảm giác nha, nó đau, nó cắn bức nước của chị không ăn không ngủ được luôn á. Thì bây giờ hiện giờ là chị đã là 52 kg rồi, tức là sức khỏe của chị là bình thường từ đó tới nay, là chị chỉ có mập lên cái lên ký không lên thôi, chứ không có ốm mà như hồi đó mà bị bệnh đâu. Đó là chị xác định là rõ ràng là chị thầy đã mà không lấy một đồng bạc xu nào hết. Rồi thậm chí chị nói về vấn đề là ai nói sao chị không biết, nhưng mà thực sự thầy sống rất là có cái tâm, đạo đức của thầy rất là tốt, không lấy một xu nào, và rất là thương người. Thậm chí mà cái người hàng xóm ở trong đó là con rể của bà Bưởi, bà gì Bưởi đó, mẹ Bình á, bà Nguyễn Thị Bưởi á, là con rể bà chết mà nhà cũng khổ lắm, đâu có tiền mua cái quan tài đâu em ạ. Mà thầy ấy, lúc đó thầy về lúc đó chưa có xây chùa đâu, là thầy về cái chỗ đây nè, ở trong á, thì là đến khi mà thầy lên xe thầy đi, thầy về tới căn cứ 3 đó, là dân làng điện là thầy ơi, bây giờ có những người, người ta bây giờ có người như vậy, anh ta gia đình nghèo quá. Cái anh Tám, anh tên anh Tám lùn, rồi kêu là thôi giờ ảnh mất mà gia đình cũng không có khả năng mua cái quan tài nữa, rồi thầy cho tiền mua, thầy quay xe trở lại mua cho cái quan tài cho người chết đó, rồi bắt đầu thầy mới quay đi. Thì thầy sống rất là có tâm, ai nghĩ sao tôi không biết, nhưng mà thực sự tôi là người dân ở đây là thầy rất có tâm. Nếu thầy không có tâm thì tôi còn không hết bệnh đâu, mà không lấy một xu nào hết, cả hai vợ chồng tôi luôn á. Tôi nói bằng, chị nói thật mà bằng sự thật. Tại vì trên YouTube này cả thế giới, chứ không phải là riêng một mình và chị với em là được nghe câu chuyện này đâu. Thực sự mà nói là bệnh chị đã hết. Em thấy chị rưng nước mắt đấy. Chị nói thật luôn á. Chị nói thật bằng sự thật, chứ không ai
Chị nói thiệt, không ai thì có thể mua chuộc được chị. Cho dù người đó có bỏ ra cỡ nào thì nhưng không thể nói bậy được. Bởi vì sự thật là sự thật. Nó còn duyên về chồng chị. À, đấy, ông thầy ông nó có nói với anh nè, ông nói Thầy rất vậy tội. anh bị đau cái xương sống này, cái ông thầy nói rồi vậy là chắc ăn gắn hay gì, cái Thầy hay dạ lắm ạ. con tại bữa đó lâu lắm mà thằng bạn nó rủ mà lúc đó con lỡ con ăn ấy, thôi đừng có ăn nữa bây giờ muốn hết bệnh đừng ăn đó, cái đầu ông thầy ông ấy anh nhức xương sống nha, ngồi cái nghe là nước mắt đứng lên cái nó chảy nước mắt liền, cái bắt đầu cái xong bắt đầu ông thầy ông kêu đừng ăn nữa, rồi bây giờ thôi bây giờ thầy bấm cho ông thầy ông bấm cái lưng anh coi như là bữa nay nay là coi như là gần 9 năm rồi đó, là coi như là không còn đau không còn nhức nữa đó, là từ đó luôn là anh không ăn bây giờ anh thịt gắn nữa, rồi giờ thầy kêu về cứ Thầy về rất con hay niệm ha. Phật đi đó, mình tu tâm mình dưỡng tánh nó gọi là con hết bệnh, nó hết vợ chồng cũng làm khỏe khoắn này kia đó, bây giờ coi như là khỏe mạnh hết đó, mình thấy vậy mình cũng cảm ơn thầy, mình cũng thương mà thầy không có lấy đồng bạc nào đâu, ai nói gì nói với thầy là không có lấy tiền đó, rồi đôi khi thấy bà con trong kia trong trong xóm bay mập à, đôi khi thầy về còn mua quà cáp đồ tặng rồi Tết rồi cho mấy đứa nhỏ tiền đồ, này kia tiền học đồ này kia, là mỗi năm là thầy về cho mấy đứa nhỏ là mỗi một đứa là 1 triệu triệu mấy đứa nhỏ 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 đó, để cũng như là phụ mấy gia đình nghèo của người ta đó, để cho mấy đứa nhỏ đi học á, mình thấy thầy tốt chứ đâu có gì đâu đó. Chị là mỗi lần nhắc đến thầy Yên là mình rưng nước mắt mình khóc Đúng rồi, tại Chị nói thật, mình nếu mà khó cái mạng của chị á, nếu chị không gặp thầy á, thì chị nói thật với hai em là chắc là chị nghĩ là nếu bề trên á mà không, nhà chị cũng thờ phượng đàng hoàng, mẹ Quan Âm nha, không phải là bình thường đâu em. Đó là nếu chị căng gì cơ duyên của chị mà không gặp được thầy Yên á, thì có thể là chị không còn ngồi đây nữa. Chị nói bằng sự thật. Thầy thì nói con, khi mà thầy điều trị cho chị xong là cái ngày cái cho thuốc nữa rồi thầy đi ra xe, thầy có công bố sau lưng như con à, con hãy tĩnh tâm đi, con tĩnh tâm á, là con có bệnh con cũng tiêu trừ hết. Chị mới nghĩ cái câu nói của thầy nói chị câu đó, chị về tự nhiên là chị phát cái tâm á, chị lại 49 đêm, một đêm chị lại 49 lại, chị ngồi ngoài chờ chị lại đó. Em có tin tưởng tượng không? Có bữa chị đi lên cái thời kỳ mà chị lại 49 ngày nhưng mà chưa đủ, chị có đi lên trên Sài Gòn có bà chị bán thuốc bắc á, ở trên Sài Gòn á, là chị lên chị không có bỏ, tức là mấy ngày chị đi chơi chị không có bỏ lại không đủ đó, chị về chị kêu mấy đứa con phụ lại cho nó đủ những cái ngày mà chị vắng mặt. Chị rất tin tưởng vào tâm linh và chị rất tin tưởng vào thầy. Nếu không những một mình chị đã hết bệnh mà chồng chị nha, em phải biết là chồng chị làm rừng mà cái xương sống nó đau li mi, nó đau ghê lắm. Rồi thậm chí là thầy kêu thôi con đừng ăn thịt rắn, nếu mà con ăn nữa là cái nghiệp nó đòi, là từ đó tới giờ anh thầy bấm cho là hết luôn, được không ăn nữa đâu, không không bị nữa đâu. bây giờ thấy thầy bị như vậy thì chị Chị rất đau lòng, lẽ ra chị phải vào chùa lắm nhưng mà em hiểu chị nuôi bò là chị có làm vườn thanh long, công việc của chị là không đi được, lại cơm nước cho mấy đứa con nữa, chứ hồi trưa là lẽ ra là chị đi. Đấy, chị nói thiệt là chị nghĩ là cái này chắc có nghĩa là thấy thầy thôi, cũng nhờ mẹ không biết nói sao, nhờ mẹ bề trên à, bốn phương trời mười phương chư Phật, bốn phương tám hướng mười phương chư Phật hãy là hóa giải cho thầy, chứ thật sự mà nói không biết nói sao nữa, chỉ còn một điều đó thôi. Chứ thầy thầy đến với lại nhân duyên của thầy mà đến cái đất Bình Thuận nhà, ai nói làm sao thì chị không biết, nhưng mà từ ngày gặp thầy về đây á, rất nhiều người, thầy chị bệnh là không có cái vụ mà phát thẻ mà để lấy tiền đâu em ạ, không có đâu. Chị nói thật, ở đâu thì chị không biết, nhưng mà chị đã từng vào làm công quả lúc chưa xây cái chùa đó nè. Đó là chị đã làm công quả, chị cũng phụ làm công quả rửa cái chén, mấy cái chén bát mà mấy lần mà để thầy về chị bệnh miễn phí, chồng của chị còn đi chở người đón người từ quốc lộ 1 để vào cho thầy chị miễn phí, không lấy đồng tiền xe ôm nào hết, xăng của mình xe của mình mà đi chở người, tận chồng của con nhỏ cháu cũng vậy. Chị đi hai bệnh viện, chị đi rồi thì mà hai rất bệnh viện đó trong bệnh án thì chẩn đoán là mình bị cái gì, trong bệnh án nó mô bị tuyến vú này là cũng như là nó bị phát triển ung thư phát rồi. triển ung thư rồi. Thì em cứ nghĩ chị đi, chị còn có mỗi bốn Tên tên nó ghi là mô gì, mô tuyến vú mô tuyến vú bị chẩn chuyển đoán gì chuẩn đoán là sang bị, rất tiếc là chị đã hết bệnh rồi thì chị còn lại giữ cái đó làm gì, cái không, đó ý chị là không, chị nhớ là tên nó chẩn đoán là ghi cái gì không, là nó ghi tên là gì. giống như là nó cái đó nó nói là chị cũng quên mất rồi, là mô tuyến vú của chị chuyển sang bị ung thư đó, Ghi là mô tuyến vú chuyển sang giai đoạn ung thư hả? chuyển sang giai đoạn là cũng như đó giai đoạn là Có nó có ghi chữ ung thư không hay là nó chỉ ghi mô tuyến vú thôi?
có chứ. Nhưng mà tại vì cái đó là cái chị rất tiếc là nếu mà chị biết mà cái tình cảnh như thế này thì chị giữ lại lên. Vậy giữ lại cái trong chết. Trong trận đoán nó có ghi chữ ung thư đúng không? Dạ. Có ghi chữ. Đúng có. 9-10 năm nay rồi ai giữ cái đó làm gì? Mà trong khi đó mình điều trị đó là lúc chưa gặp thầy là điều trị cứ uống thuốc đi tới đi lui cả hơn 1 năm trời cũng không hết. Đến khi gặp thầy thầy trị hết luôn. Cả năm trời cứ đi lên Sài Gòn uống thuốc. Để đi thì đi khám hai nơi rồi cứ đi bác sĩ uống thuốc rồi về mua thuốc ở ngoài uống cũng không hết luôn. Không hết. Em biết nó ngứa, nó cắn chị nha. Bức rức y như có con nó cắn trong này. Mà cái cục nó cứng ngắc à. Đó mà thầy nói chung là cái thầy cho thoa cái thuốc, thầy kêu con à. Con nếu ở đâu thì thầy thì cũng như nghe nhỏ cháu nó này. Ở đâu thì thầy bấm được nhưng mà bị cái chỗ đó nguy hiểm quá. Thầy có cho. Thầy nói hai, là giờ có mặt chồng ở đó luôn, thầy cũng không. Hai cái lọ thuốc như vậy thôi. Tha cho thuốc tha thôi. Hai lọ thuốc như vậy. Không có bóp, không có. Không. Là cô Kiều á, cô Kiều là đệ tử của thầy đó, mấy thầy nó mới nói với chị trình bày với thầy rồi thầy mới thôi bây giờ là mà ở đó thì không thể bấm huyệt được. Giờ thầy thế này thầy nói với cô Kiều cho hai lọ thuốc. À, là chị về là chị khoanh, chị niệm Phật nha, tại vì đàn ông là có 7 vía mình đàn bà là tới 9 cái là chị có khoanh nghe. Chị khoanh từ cái phần nó sưng nó đau á, chị khoanh nằng nhỏ lại là đủ 9 cái. Đó, rồi thầy cũng nói chung là thầy điều trị cho chị là chị tin tưởng vào điều đó mà 9 năm nay chị không còn đi một viên thuốc nào về vấn đề này nữa, không còn đi bệnh viện nữa. Và sẽ cũng không ra tiệm thuốc tây nữa. Mà chị lên ký thì em nghĩ 41 ký, bây giờ chị 51, 52 ký thì em nghĩ là chị là cũng là quá khỏe quá tốt rồi. Thì hỏi em đi cần đi bệnh viện làm gì nữa, không cần nữa. Đó. Trước sự việc như trên mọi người nói ông như thế này thế nào thì mình coi mình cảm thấy như thế này. Chị rất là đau lòng. Nhưng mà không thể không mình không có chứng kiến những cái sự việc đó, nhưng mà bây giờ thì chị chỉ biết rằng là ai nói thầy sao thì chị không biết, nhưng mà thầy sống rất là tốt. Tốt với cả cho xóm làng ở đây vòng vòng đây là khi mà thầy chị bệnh rất đông, đông người lắm. Đến làm cơm từ thiện miễn phí cho người ta ăn, điều trị cho người ta nữa thì không có thể nào, chị thấy vô lý. Nó cũng không có thể nào mà mỗi khi mà ông về là ông thấy mấy đứa nhỏ nè, con chị á, chính con chị thằng cu chị còn đi học á, về là ông gờ là tới mấy đứa nhỏ là chào thầy này, cái thương lắm nít á. Cái tháng nào em con nhớ cái tháng hình như tháng 7 thầy mỗi về mỗi lần cho đứa cái tiền có tiền rồi tiền đồ a cho tiền phát từ thiện, bởi là rất thương thầy, không phải vì là vì cái tấm lòng của thầy á là sống thật và thầy đã cứu được cái mạng của chị là chị đã cảm thấy là ok rồi. Chị nghĩ thế là thầy bị bữa nay thầy của mình là cái nghe cái tình hình này đau lòng lắm chứ em. Nẽ ra chị phải vào trong chùa đó chứ mới là đúng, chứ không phải em phỏng vấn đây đâu. Chị sẽ vào tận nơi em đi thu thập tin tức ở trong đó mà chị vào tận đó luôn. Không phải là chị phải để cho hai em ra đây đâu. Rất là buồn, rất là đau lòng. Mà không, chị không tin đó. Rồi, mình mong muốn điều gì không? Chị mong muốn một điều cho thầy những cái điều tốt đẹp qua hết là mừng à. Mẹ bề trên hãy soi đường chỉ lối để co thầy thoát qua khỏi cái kiếp nạn này. Chị nói điều đó là xúc động của chị. Thật sự chị rất xúc động, bây giờ chị lạnh hết cả người luôn, rung muốn rừng gà hết lên luôn. Chị rất xúc động. Rất đau lòng thay thầy. Tại vì là lâu lâu mình có bởi vì có những người này kia mình vô lâu lâu lắm mới vô gặp thầy này kia đó, về này kia vô cũng chào thầy này kia, nói chung là thầy ông cũng quý đó chứ không phải là không. Đó, ông cũng thương nhiều người đây, mấy đứa nhỏ rồi này kia, nói chung là ông thương mấy đứa nhỏ lắm. Nghe trên YouTube họ nói gì thì nói thẳng là họ nói là thầy lừa đảo để lấy tiền rồi chị không hết bệnh đó, thì cái đó là một cái điều không thể tin tưởng được. Rất cầu mong á, là những ai đã được thầy điều trị hãy ra mặt đi. Chị chỉ nhắc nhở một điều đó, cũng như chị dám đưa mặt ra để nói bằng cái sự thật là mình đã hết bệnh, thầy cứu, không lấy tiền. Chứ đừng ai thiên vị và nói những cái lời cay nghiệt chút lên đầu thầy thì quá tội cho thầy. Chị chỉ nói mong điều đó và mẹ bề trên hãy soi đường, hướng những người hướng thiện, tâm thật, lòng thật và thầy đã được cứu hết bệnh thì hãy ra lộ diện để lấy công bằng cho thầy. Đó là một điều chị mong muốn nhất trong tâm của chị. Một điều đó thật sự mà nói á, chị không lẽ chị khóc thì trong tâm chị rất là bức xúc và thấy thầy là thầy trong bị một kiếp lạn. Chị nghĩ là thầy trong một bị một cái kiếp lạn thôi.
Còn ngoài ra chị không thể nói được những điều gì tại vì chị cũng không có gần gũi nhiều. Nhưng mà chị cũng biết là thầy sống rất tốt, tâm rất tốt và sống rất thật. Còn những người họ nói khác đi là cái tấm lòng của họ thì có nói thêm nói bớt thì ơn trên cũng sẽ biết thôi, nhân quả thì nó đâu đó rõ ràng. Đó thì chị nói là nói như vậy. Chứ còn thầy sống rất tốt, ở đây là rất ai cũng là coi như là rất là mến thầy. Nhưng mà còn những nơi khác họ nói gì thì để là chờ những chương trình của người ta vào cuộc. Chứ còn thật ra là chị là người đã từng hết bệnh mà thầy cứu sống chị đấy. Nếu mà mọi người coi cái clip này và mọi người nói không tin lời của chị thì chị có buồn không? Nếu họ không tin thì chị cầu nguyện bề trên hãy chứng giám cho lòng thành của con. Nếu con không thật thì con sẽ mang một cái kiếp lạn ở nhà đại họa đấy. Một cái kiếp lạn tức là không được tốt đẹp. Còn nói bằng cái tấm lòng và cả cái tâm, cái sự thật của chị thì rất mong mọi người đã được thầy cứu mạng và đã hết bệnh thì hãy lộ diện để lấy sự công bằng cho thầy. Đó là điều đó. Còn ngoài ra những chuyện gì là chị không biết, tại vì chị không có trong cuộc, không có chứng kiến, không biết những chuyện gì là kể họ. Chị chỉ nói chị là người đã từng thầy cứu hết bệnh và không lấy một đồng xu nào hết. Nó cụ thể là chưa hết bệnh gì? Hết bệnh là mô tuyến vú của chị là chỉ muốn chuyển qua, chuyển qua ung thư rồi đấy, qua ung thư rồi đấy. Nhưng mà may mà chị cũng phát hiện là cũng là kịp, chứ không là cũng là chết. Nhưng mà điều trị thuốc thì chị nói thật là chị uống hoài, nó nóng, nó bức rứt mà làm chị càng ngày càng rút người lại. Nhưng mà chị có hai cái lọ thuốc, thầy nói chị không, á, còn nhiều không? Không, không còn nữa, thì lâu quá rồi, ai cũng nghĩ nó nhỏ tí vậy thôi. Mời ngài chứ. Là đó, từ đó tới sau là bà không có tới chùa nữa. Nhưng mà có khi nào có lý do không tới chùa? Có lý do không tới chùa? Mình uống thuốc tây xong rồi cái không, không có, không đâu em, không. Chị đảm bảo không bao giờ có, chị dám được cả đảm. Rất tiếc là cái giấy kết quả này chị lại không còn giữ lại nữa, tại vì là nó thật là hồi xưa nó cũng chị đảm bảo chị nói có mẹ quan âm là chị vẫn vẫn hướng thiện. Là nếu là chị hết bệnh á là chị sẽ tu tâm dưỡng tính của chị, để tấn chị là rất nóng, hồi xưa là cũng rất nóng tính. Nhưng mà thầy nói con à, cái tâm con không tỉnh, con phát cho bệnh, con hãy liệm phật đi và con bôi những lọ thuốc này nè. Thực sự hết tới nay là hết, chỉ có hai lọ, em nghĩ hai lọ thuốc đó. Hai lọ thuốc đúng chỉ ngắn bấy nhiêu rồi bằng đầu ngón tay thôi, chị đã hết bệnh đó. Thuốc đó là cái thuốc nó có mùi như thế nào chị? Cái thuốc nó cũng tựa như là cái kiểu giống như là nó là cái kiểu như cái như... xoa bóp vậy hả hay sao? Không. Y như cái dầu cù là. Y như dầu cù là mỡ mỡ vậy đó. Mà nó là cái hũ như cái hũ âm bi vậy đó. Cái hũ đựng á. Thoa vô mát lắm em, mà chị thấy là chị hết luôn, chị mừng luôn. Ừ. Thầy kêu là con chỉ thoa hai lọ này là con sẽ hết bệnh, mà con phải tận tâm. Con gì có con tịnh tâm là con hết thôi mà. Đúng là thầy nói câu nào là y xì câu đó. Từ đó chị cũng không có cơ hội gặp thầy đâu. Từ đó là con có nói cho tâm sự gì thôi, cái đó thì không có nói ra nữa. Từ cái vấn đề đó, nhiều cái vấn đề mà nói chung là mình cũng không có. Lúc thầy chưa xây chùa lâu rồi, thời gian điểm đó là mới thầy mới vậy. Thì nói chung là chỉ có những cái không mình cũng không có nói sâu về vấn đề gì cả. Chị không vào nữa, cũng không có gặp thầy. Mà tới bữa nay á, thì nói chung mình coi trên YouTube á, mình thấy là nói chung là thấy thầy thương quá. Chỉ nói câu đó thôi, quá thương. Nếu những ai đã nằm trong cái trường hợp mà có bệnh như chị á, thì hãy lên tiếng là thật lòng. Hết bệnh thì hãy nói để cho mọi người cùng biết là thầy chị có công hiệu và hiệu quả. Chứ không phải là nói mà để mà lấy cái tên. Chị cũng rất ngại lên YouTube lắm, chị cũng không thích lên YouTube. Lên YouTube là cả một vấn đề, rất là nhiều người ta được coi cái sự việc mình trình bày đó. Nhưng mà nói thẳng như là rất là mong những người mà đã từng được thầy Võ Hoàng Yên điều trị và bấm huyệt nhức xương hay nhất cứ bước bệnh gì mà đã hết rồi thì hãy ra lấy công bằng cho thầy, là nói là đã hết, chứ đừng có vì một cái lý do gì để thầy rất là tốt.